xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang đứng tại một khu vực khu dân cư rất là đặc biệt, đó là khu dân cư Him Lam thuộc phường Tân Hưng, quận 7. Và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người cả nhà một vị trí khu đất rất là đẹp và nằm thuộc phường Tân Hưng. Và nói sơ qua về lô đất này thì để cho mọi người dễ hình dung, đó là đây là cây cầu Him Lam, là cây cầu nối liền từ đường Nguyễn Thị Thập sang khu dân cư Trung Sơn. Trên cây cầu, qua cây cầu này thì sẽ đến Bình Chánh hoặc là quận 8. Thì vị trí của Phước Sửu đang đứng tại là phường Tân Hưng, quận 7, khu dân cư Him Lam. Thì hôm nay là Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một vài sản phẩm của khu này nhé. Với cái diện tích là 4,2 nhân với 18, vị trí này thì có hai hướng di chuyển. Thứ nhất là đường nội bộ của khu dân cư, và cái hướng phía bên kia là mặt tiền của đường hẻm 1041. Với cái vị trí của hẻm mặt tiền đường hẻm 1041 này thì quý anh chị có thể là di chuyển từ khu dân cư ra ngay chỗ trục đường của cầu Him Lam, mình đi thẳng ra là gặp đường Trần Xuân Soạn ha. Thì với cái diện tích của khu dân cư này là 4,2 nhân cho 18, và cái quy cách xây dựng ở đây là quy cách xây dựng tự do nha quý anh chị. Thì ở đây có một số căn nhà gia chủ đã xây dựng rồi, thì một số căn xây dựng với chiều cao tối đa, thứ nhất là một trệt, một lửng và bốn lầu, một áp mái ha. Với cái một cái cách xây dựng khá tự do, nên là ở đây quý anh chị có thể là xây dựng nhà ở nè, căn hộ văn phòng nè, kinh doanh buôn bán. Bởi vì cái mặt tiền đường 1041 sau này dự kiến lộ giới sẽ là 16m, nên có thể là kinh doanh buôn bán thoải mái. Và ở đây thì mình rất là tiện lợi cho cái vấn đề gọi là di chuyển đi lại, nên là có thể xây căn hộ cho thuê, làm phòng trọ hoặc là những cái dorm mà cho thuê theo giường. Với cái vị trí này thì gần như là sát đây rồi. Đây là khu dân cư Him Lam và đây là sân chơi Vietopia. Và cách đây khoảng chưa tới một cây số là siêu thị Lotte Max. Thì ở đây thì tập trung rất là nhiều trường đại học, giống như đại học Marketing nè, đại học Quốc tế Remit nè, đại học Tôn Đức Thắng. Và một điều đặc biệt là với vị trí này di chuyển qua quận 1 rất là gần, tầm khoảng chưa tới 3 cây số về trung tâm chợ Bến Thành. Di chuyển qua quận 8 rất là dễ dàng, di chuyển sang quận 2, đi qua cầu Phú Mỹ. Và điều đặc biệt ở đây là về giao thông thuận lợi, rất là dễ dàng. Về cái vấn đề mua sắm ăn uống thì rất là nhiều nơi luôn, và Bách Hóa Xanh, rồi siêu thị Lotte Max, và rất là nhiều cái cửa hàng siêu thị tiện lợi. Thì quý anh chị cần thêm thông tin của khu dân cư này thì nhấc máy alo ngay cho Phước Sửu, để cho Phước Sửu là có thêm thông tin chuyển đến quý anh chị. Đặc biệt ở đây là sổ hồng cầm tay, trao tay ngay công chứng mua bán và xây dựng ngay quý anh chị nhé. Quý anh chị cần thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.